người Syria tị nạn ở Jordan và cuối năm nay sẽ lên con số 1 triệu. Tin Nasef, đánh dấu ngày tị nạn thế giới, Liên Hiệp Quốc cho biết số người tị nạn hiện giờ đang ở mức đông nhất trong 18 năm qua. Phần lớn là vì chiến tranh Syria. Và cuối năm 2012, trên thế giới có 45,2 triệu người tị nạn và cứ 4,1 giây đồng hồ tăng thêm một người. Jordan là nước đang có số người Syria tị nạn đông đảo nhất với trên 500.000 người. Hôm qua, cao ủy Antonio Guterres đã đến quan sát biên giới Jordan, nói chuyện với quân nhân biên phòng và các gia đình tị nạn, nói rằng cuộc khủng hoảng Syria là cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ chiến tranh lạnh và cuộc khủng hoảng này chỉ có thể giải quyết bằng biện pháp chính trị. Đa số người tị nạn là phụ nữ và trẻ em, đàn ông tình nguyện ở lại trong nước để chiến đấu. Trại tị nạn lớn nhất ở Jordan là trại Ja'atari nằm ở biên giới. Ông Andrew Harper là đại diện cao ủy ở Jordan nói rằng số tiền tài trợ chỉ nhận được 30% hàng năm. Hàng trăm triệu Mỹ Kim đang cần để có thể tiếp tục cung cấp nhu cầu cho người tị nạn. Ông Garib nói cách nay 6 tháng khi ông ta mới tới trại Ja'atari có 40.000 người, hiện giờ đã tăng lên trên 160.000 người. Cao ủy tị nạn ước tính nếu số người tị nạn tiếp tục chạy qua các nước lân bang, theo mức độ hiện giờ, con số sẽ lên gần 3,5 triệu người vào cuối năm nay.